Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Đây, hôm gài mình mắc một chuyện, mình không có cho nó ăn với mình quay. Bữa nay rảnh rảnh tí quay cho mấy bạn xem nè. Hôm gài ở chỗ mình mưa. Ê, ảnh hưởng của bão bạn, mưa đất ẩm 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 này nè. Nói chung thường mùa mùa này là mấy bạn để ý con nào mà mấy bạn mà nó mình nuôi nhốt, chẳng hạn như mình nuôi làm của khách đó, nó hay có con, nó hay bị sù lông. Nhiều khi sù lông cũng nhiều nguyên nhân chứ không phải là do trời lạnh, có khi nó bị đèn các bạn, nó không ăn được, nó cũng bị sù lông nữa. Nhiều khi mấy bạn không kiểm tra miệng của nó bỏ ăn là nó ốm dần 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 nó chết luôn. Thường thường mấy bạn để ý mình làm chuồng mình để nó chắc trưa nắng là nó phái tắm nắng lắm, nó bình thường nó ngày nào nó cũng tắm, nó phơi nắng đó. Thường thường cu rồi nó giống như bao tử của nó, cái nó có cái mè giống như con gà con vịt gì đó, nó ăn lúa nè, nó phải ăn sổi ăn này ăn kia để nó co thắt đặng nó sai các bạn, cho nó nát thức ăn á. Chứ ở trong mấy bạn thường bằng con gà hay gì nhé, ở trong cái mè nó có cái lớp bảo vệ màu vàng 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 đó, lớp nó dày lắm, nó là khó làm thủng được cái dạ dày của nó. Thì thường thường nó ăn sỏi ăn này ăn cát ăn kia, đặng chủ yếu là nó nghiền nát thức ăn đó. Với Hào bạn thấy không, nó hay sù sù lông vậy đó. Trời này lạnh bạn, thời tiết lạnh, nói chung mấy bạn mà nuôi mà mấy bạn phải thường xuyên mình đem phơi nắng hạ thổ nè. Mấy bạn nào mà nuôi cua khách á hoặc là cua ấy rồi, mấy bạn mới biết chơi nha, mình đem ra mình phơi nắng ánh nắng này tốt lắm bạn, nó nằm phơi nắng ấm rồi giúp cho con cua mình nó sung nữa. Mà rồi mình vệ sinh lồng của nó đó. Nhiều khi mình đi phân có nó hôi các bạn, nó cũng làm cho bệnh này bệnh kia, đau mắt hoặc là đẹn đó. Mấy bạn nào mà có thời gian thì mình 2-3 ngày mình vệ sinh cái đáy lồng lần, còn không ấy thì từng đó, cho nó sạch, rồi xiên nữa thì giặt áo lồng đó, cho nó sạch ngừa được các bệnh bạn. Nhiều khi có con mình đem ra phơi nắng hạ thổ chứ nó cũng bệnh đau mắt, nó do nhiều khi mình để gần nhà mà có nấu bếp củi á, nó cũng gây ra bệnh đau mắt. Thời tiết lạnh rồi nó đâu mà mấy bạn thấy không, nó hay sù lông vậy đó, nó ra lạnh á ra phơi nắng. Chứ mấy bạn cứ sáng sớm mấy bạn đem ra phơi nắng đi, nó cũng tốt lắm. Nói chung nhiều nguyên nhân đó bạn, sù lông á, nó bệnh do nó bệnh trong người rồi, nó không có đủ ánh nắng, nó lạnh nó cũng sù lông, rồi đạn nó cũng sù lông, nói chung đủ thứ đó. Như hình ảnh mấy bạn thấy mình cắt một cách chim cu đồ thường bị sù lông vào mùa lạnh này nè. Mấy bạn cứ rảnh thì đem ra sang cứ mỗi buổi sáng mấy bạn đem ra từ sáng sớm, cứ đem ra 8 9 giờ cái đem vô vậy đó. Còn chuồng trại thì mình vệ sinh sạch sẽ, lồng cũng vậy, vệ sinh sạch sẽ, con nào mà bị đạn thì mình trị, dùng thuốc trị rồi mình phơi nắng thôi đó. Chuồng trại thì mình đừng có che kín hết, để cho ánh nắng vô hàng ngày cho nó tắm nắng á, nó nằm nó phơi nắng tốt lắm bạn, cua nó cũng sung đó. Rồi video của mình chia sẻ cho các bạn đến đây xin tạm kết thúc, và hẹn các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.